Hi, xin chào các bạn. Trên tay mình đây là bộ phát Wi-Fi 4G, kim sạc pin dự phòng Nesmart 15 Plus, một thiết bị công nghệ sang xịn mịn với nhiều tính năng thú vị. Sau một thời gian sử dụng thì hôm nay mình sẽ làm một video review và đánh giá chi tiết nhất để xem con này có đáng để sử dụng không nhé. Về thiết kế thì em này khá là đơn giản. Bề mặt được làm bằng nhựa, phủ một lớp màu xanh royal blue sang trọng và bắt mắt. Khi mình thay đổi hướng nhìn thì M5 Plus sẽ chuyển màu sang màu tím, nhìn rất ảo diệu và thú vị. Phần viền bô góc tạo cảm giác cầm nắm rất là chắc chắn. M5 Plus cũng khá là nhỏ gọn, nhẹ, kích thước 15x7 với độ dày là 1,5cm. Có thể thoải mái cho vào túi quần, ba lô, túi đeo chéo rồi mang đi bất cứ nơi đâu cũng được. Tuy nhiên thì con này không thể để trên hành lý ký gửi, thế nên mấy bạn nào mà hay đi máy bay thì phải lưu ý để trong hành lý xách tay nhé. Một điểm trừ nhỏ là em này dễ bị bám vân tay, thế nên với những bạn nào mà hay ra mồ hôi tay nhiều thì cực kỳ không thích cái điều này. Nhưng mà không sao, con này đẹp là được đúng không các bạn? Với cái sản phẩm nhỏ như thế này thì bạn có thể thoải mái chia sẻ cho 10 thiết bị sử dụng cùng lúc. Xem phim, nghe nhạc, lướt web, xem TikTok cũng đều ok la hết. Nesmart 15 Plus được trang bị chipset 4G LTE Cat 4 với tốc độ download là 150Mbps và upload là 50Mbps với ban kính phát sóng lên đến 20m trong môi trường không vật cản. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là thông số kỹ thuật mà nhà phát hành đưa ra thôi. Còn thực tế như thế nào thì còn phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng sóng mạnh hay là yếu. Bây giờ mình sẽ speed test và trải nghiệm xem em này ra sao nhé. Dung lượng pin của em này thì cũng khá là khủng, 10.000 mAh, thoải mái xài thoải mái trong vòng 24 tiếng. Hôm trước mình có mang đi du lịch, xài trên xe khách cho khoảng 8 thiết bị, phát wifi trong khoảng 10 tiếng mà pin vẫn còn hơn 50%. Chưa hết đâu, con Nesmart 15 Plus này còn có thêm một tính năng mà mình tin chắc là bất cứ ai cũng cần, đó chính là pin sạc dự phòng. Đặc biệt, em này còn là thiết bị wifi 4G đầu tiên tích hợp sẵn công nghệ sạc nhanh 22.5, có cả cổng sạc USB Type-A và USB Type-C, rất tiện lợi cho quá trình sử dụng, phù hợp với nhiều thiết bị khác nhau. Với những bạn nào mà hay di chuyển ở ngoài nhiều hay là hay đi du lịch sẽ có nhu cầu sử dụng internet liên tục mà không muốn phụ thuộc vào 4G trên điện thoại hay là các thiết bị Wi-Fi công cộng khác thì con Nesmart 15 Plus này sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời dành cho bạn. Vừa là phát Wi-Fi, vừa là pin dự phòng, 2 trong 1, xứng đáng là một thiết bị công nghệ quốc dân của năm 2022. Về phần cài đặt thì Nesmart 15 Plus được quản lý thông qua một cái trình duyệt web khá là đơn giản và dễ dàng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nhé. Đầu tiên là bạn phải lấy cái khi cắm SIM ra rồi gắn SIM vào. 15 Plus thì dùng chuẩn Micro SIM. Các bạn nhớ gắn đúng chiều thì mới hoạt động được nha. Tiếp theo là bạn phải nhấn nút nguồn để khởi động thiết bị. Ở mặt sau này thì có để tên và mật khẩu Wi-Fi. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào. Để đổi tên và mật khẩu Wi-Fi thì mình truy cập vào địa chỉ IP của thiết bị. Này thì nó có ghi sẵn ở mặt sau của thiết bị luôn, có tên và pass, giờ mình sẽ đăng nhập vào. Để đổi tên và pass thì mình click vào phần không dây rồi nhập tên và mật khẩu mới vào. Phần này thì nó sẽ hiển thị phần tên, phần bảo mật, mật khẩu. Còn cái phần mà chữ số tối đa thì nó thể hiện số cái thiết bị kết nối tối đa từ 1 đến 10. Cái này thì bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng của mình. Sau khi đổi xong thì bạn đăng nhập lại từ đầu là dùng được wifi nhé. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho bạn một cái mẹo để dùng mạng được tối ưu và mạnh hơn. Đầu tiên là bạn vào phần Internet, click chọn vào phần chuyển vùng dữ liệu. Rồi chọn vào phần IPN, chọn giao thức IPN, chọn IPv4 và IPv6. Sau khi cài xong thì bạn nhớ lưu lại. Lúc này thì cục Wi-Fi của bạn sẽ đạt hiệu suất Wi-Fi tốt nhất. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về con Wi-Fi 4G kim sạc pin dự phòng này. Sơn vài tháng sử dụng thì mình khá là thích con Nesmart 15 Plus, đi đâu mình cũng mang theo. Mình thì hay ra công viên làm việc nên mang theo con này để phát Wi-Fi thì cũng khá là tiện. Nhìn chung thì nó đáp ứng được hầu hết những nhu cầu sử dụng internet cơ bản trên điện thoại và kể cả laptop.
Có điều góp ý nhỏ nhỏ thì mình mong hãng sớm ra mắt một cái phần mềm để việc quản lý và đổi tên và mật khẩu Wi-Fi trở nên dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này của wifi.com.vn. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào, hãy cùng nhau comment ở phần bên dưới. Đừng quên để lại một like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.